tạo ra là những cái ngành nghỉ có tính chất lặp lại. Thì cái này nó là một nội dung mà bổ trợ thêm cho phần liên quan đến phần lịch mà buổi trước chúng ta đã làm nhé. Thì cái này là chúng ta có thể làm ngay tại thời điểm mà chúng ta tạo lịch ạ, tạo lịch ạ. Thì tại cái nội dung mà liên quan đến phần tạo lịch thì tôi chưa nói để cho mọi người tránh bị nhiều thông tin. Đó, sau khi chúng ta có được cái tiến độ rồi thì chúng ta có thể là bổ sung thêm. Thế sau khi mà có cái lịch cho dự án rồi, chúng ta đã có một cái tiến độ dự án rồi thì chúng ta có thể là bổ sung thêm các cái thông tin đó. Còn nếu như chúng ta làm sau khi sau này mà chúng ta làm rồi ấy, mà chúng ta biết những cái thông tin này rồi, chúng ta có thể làm luôn tại thời điểm tạo lịch. Là chúng ta vẫn vào trên Quick Time. Chúng ta có cái lịch mà chúng ta đã áp dụng cho dự án chính là cái lịch nhà dân đúng không nhỉ? Lịch nhà dân. Thì bây giờ giả sử như trong này buổi trước chúng ta đã có cái khai báo cái ngày nghỉ trong dự án chúng ta, đấy là exception. Exception. Giả sử chúng ta đang khai báo là có ngày nghỉ 30/4/1/5. Thì đây chúng ta đang chọn là chỉ có nghỉ 30/4/1/5 của năm 2020. Giả sử như cái dự án chúng ta nó kéo dài nhiều năm, tức là nó sẽ trải qua nhiều ngày 30/4/1/5. Thì chúng ta muốn tạo ra ngày nghỉ đó cho năm 2021, 22, 23 hoặc là nhiều năm nữa thì làm như thế nào? Thì cách 1 là chúng ta hoàn toàn thể tạo thêm cái nữa là nghỉ 30/4/1/5. Như đây chúng ta chọn là start of release là năm 21 đúng không ạ? Tiếp đến ngày 30/4/1/5 của năm 22 bên dưới, tiếp đến 30/4/1/5 của năm 23 bên dưới. Thì đó là một cách. Thì cái đó nó không được thông minh. Nó không được thông minh. Cách thứ hai chúng ta sẽ áp dụng nó thông minh hơn. Và nó là cách mà chúng ta sẽ dùng. Đó là chúng ta sẽ chọn cho cái ngày nghỉ đó có tính chất lặp lại bằng cách là chọn detail. Đó thì nó sẽ bật ra một cái bảng là detail cho ngày nghỉ đó. Thì chúng ta sẽ thấy là nó có lựa chọn là recurrent pattern. Recurrent pattern. Thì đây chúng ta sẽ có thể tạo ra cái lặp lại cho cái ngày nghỉ 30/4/1/5 này hàng năm đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ chọn cho nó lặp lại hàng năm. Lặp lại hàng năm. Đó. Lặp lại hàng năm. Và chúng ta muốn nó lặp lại bao nhiêu lần thì chúng ta sẽ nhập vào đây. Ví dụ như chúng ta nhập 5 vào đây thì được hiểu là nó lập đến năm 2025. Đúng nhỉ? Năm 2025. Đó. Hoặc chúng ta sẽ chọn một cái năm mà nó kết thúc. Giả sử chúng ta chọn 30/4/1/5 của năm 2025 ở đây. Thì cũng đồng nghĩa với việc là cái gì là tính ra là 6 à? Từ 2020 đến 2025 là 6 năm đúng không ạ? Đó, chúng ta có thể nhập vào kia là 6. Hoặc là chúng ta chọn một cái ngày kết thúc bất kỳ. Đó, chúng ta có hai lựa chọn để cho cái 30/4/1/5 này nó được lặp lại. Đó. Thì chúng ta có hai lựa chọn như vậy. Đó. Thì chúng ta có thể lặp lại được một cái ngày nghỉ của chúng ta. Nó lặp lại trong cái lịch dự án. Được chưa? Thì chúng ta sẽ nhanh hơn là cái việc mà chúng ta tạo ra nhiều ngày nghỉ trong cái exception. Đó. Đấy nhá. Chúng ta muốn lập lại cái ngày nghỉ này, chúng ta chọn ngày nghỉ đó, chọn detail và lựa chọn cái recurrent. Nó có thể lập lại hàng năm, hàng tháng. Ví dụ như chúng ta sẽ có những cái lịch mà lập lại hàng tháng hạn thế thì chúng ta có thể là chọn theo hàng tháng. Rồi. Đấy ạ. Đó, sau đó chúng ta chọn cái vòng lặp của nó thôi. À, chọn lọc 3 lần. Ok.
Đó, thì chúng ta sẽ thấy nó lặp đến năm 2022. Đó. Và khi nó lặp lại như này thì có một điều là chúng ta sẽ thấy nó chỉ lặp được một ngày thôi đâu nhỉ. Tức là đây chỉ là nghỉ 30 tháng 4 của năm 2000. Lúc đó thì chúng ta phải sửa lại một chút đúng không nhỉ? Nó chỉ có nghỉ 30 tháng 4 và nghỉ mùng 1 tháng 5. Đó, bởi vì là thông thường là những cái ngày nghỉ chúng ta nó sẽ là có tên cụ thể riêng, tức là hai nội dung nghỉ riêng đúng không nhỉ? Chỉ có là do là cái 30 tháng 4, 1 tháng 5 của chúng ta là vô tình nó nằm cạnh nhau nên chúng ta hay nếu như chỉ làm trong một năm chúng ta chọn thì nó chỉ là kéo dài từ ngày 30 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5, nhưng hiểu là nghỉ hai ngày đó. Còn đúng ra mỗi ngày nghỉ đó nó là một nội dung nghỉ khác nhau. Nghỉ 30 tháng 4 riêng và nghỉ 1 tháng 5 riêng. Thì lúc là chúng ta chọn ngày 1 tháng 5 đúng không ạ? Đó. Và chúng ta cũng có thể là cho lặp cái ngày 1 tháng 5 này 3 lần. Đó. Thì nó cũng lặp đến năm 2000. Ồ, chưa nhận ạ. À, tháng 5. Ok. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy là 30 tháng 4 lặp 3 lần. À, 30 tháng, à, 1 tháng 5 lặp 3 lần. Tương tự như vậy chúng ta có ngày nghỉ nào thì chúng ta có thể là tạo lặp tương tự như vậy. Thì đó là cách mà chúng ta tạo một cái ngày nghỉ có tính chất lặp lại theo chu kỳ.